Trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng Petro Việt Nam đã không ngừng nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, gia tăng sản xuất, đẩy mạnh kinh doanh để hạn chế tác động từ các yếu tố bất lợi. Trong 8 tháng đầu năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao từ 3 đến 29%, trong đó các chỉ tiêu như sản lượng điện, ure, xăng dầu, LPG, polypropylene tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Công tác an ninh an toàn trên các nhà máy, công trình của Petro Việt Nam được đảm bảo, các hoạt động sản xuất được triển khai một cách xuyên suốt. 8 tháng đầu năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch được ủy ban quản lý vốn nhà nước giao, đó là khai thác dầu thô đạt 7,06 triệu tấn, vượt 14,5% kế hoạch 8 tháng, trong đó, khai thác dầu thô trong nước vượt 17,3%, khai thác dầu thô ở nước ngoài vượt 3%, sản xuất đạm đạt 108.000 tấn, vượt 5,2%, sản xuất điện đạt 1,07 tỷ kWh vượt 4,2%, LPG đạt 588,6 nghìn tấn, vượt 21,0%, sản xuất xăng dầu đạt 4,8 triệu tấn, vượt 29,4%, polypropylene đạt 117,7 nghìn tấn, vượt 15,0%, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 575,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch 8 tháng, bằng 85% kế hoạch năm. Tính đến hết tháng 8 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam đã về đích kế hoạch cả năm hai chỉ tiêu lớn là nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Theo công bố xếp hạng top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 của Việt Nam Report, Petro Việt Nam tiếp tục ghi nhận vị trí dẫn đầu. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Petro Việt Nam cũng đã và đang tích cực tăng cường các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Nhằm duy trì ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh và tận dụng cơ hội trong những tháng cuối năm, Tổng giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo tiếp tục kiên định, nỗ lực cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặt ra từ đầu năm để mở rộng quy mô và tăng tốc tái tạo mô hình kinh doanh. Đặc biệt trong tháng 9, các bộ phận chuyên môn tập trung phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương giả soát, cập nhật, hoàn thành báo cáo đề án đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam theo nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị, bám sát việc xử lý các đề án đã trình chính phủ như đề án tái cấu trúc tập đoàn đến năm 2025, kế hoạch năm năm 2021 đến 2025 kế hoạch hoạt động dầu khí trên biển Đông năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam Hoàng Quốc Vượng đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch để tận dụng cơ hội thị trường, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023, triển khai và hoàn thành công tác quyết toán các dự án trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ đề ra.